Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc đời, mỗi người sinh ra đều mang một sứ mệnh, một con đường đi cho riêng mình. Với anh Carter King ở xã vùng cao Phước Bình, huyện miền núi Bắc Ái, sứ mệnh của anh là giữ bình yên cho rừng, nơi đang hàng ngày che chở cho anh và đồng bào mình sinh sống. Đây cũng là cách để chàng trai dân tộc Sắc Lai tự chữa lành vết thương khi từng gây tổn hại đối với rừng và làm chuyển biến ý thức giữ rừng trong đồng bào dân tộc Sắc Lai quê anh. Mỗi khi có người hỏi anh Carter King, người dân trong thôn Hành Rạc 1 lại chỉ tay về phía rừng, bởi họ vốn đã quen với những chuyến đi giữ rừng dài ngày của anh. Say mê, nhiệt huyết bảo vệ rừng, nhưng ít ai biết rằng chàng trai này đã từng là một lâm tặc, gây ra vết thương cho cánh rừng nơi mà lâu nay chở che cho buôn làng Sắc Lai. Anh Carter King cũng đã từng đi phá rừng, rồi là cũng bị bên lực lượng của bên vườn đây là tham gia xử lý, rồi là cũng đã đi cải tạo là 4 năm. Quay trở về làng sau 2 năm cải tạo tốt, với quyết tâm chuộc lại lỗi lầm, anh tự nguyện tham gia tổ cộng đồng bảo vệ rừng. Hết cánh rừng này đến cánh rừng khác đều in những dấu chân của King và các thành viên trong tổ bảo vệ rừng. Không ngại khó, ngại khổ, nhiều lần đối mặt với nguy hiểm, nhưng anh vẫn quyết tâm không từ bỏ, bảo vệ cho được từng tấc đất, tấc rừng. Cái rừng đây là nói chung là giống như trong gia đình, nếu mà người ta phá một cây, nói chung giống như gia đình mình đau bệnh, mình thấy nó cũng không đẹp, nó cũng mình thấy trong bản thân rất là buồn. Sắp tới thì cố gắng thêm nữa để càng ngày càng đi càng để bảo vệ càng ngày càng tốt hơn. Năng nổ nhiệt tình với công việc, giờ Carter King không chỉ là tổ trưởng tổ cộng đồng với 21 thành viên bảo vệ hơn 600 hectare rừng, mà còn là trưởng ban công tác mặt trận của thôn Hành Rạc 1. Trong những lần đi vận động tuyên truyền đến nhân dân, Carter King vẫn không quên nhắc nhở bà con bảo vệ rừng. Anh đến vận động tuyên truyền cho bà con đừng chặt phá rừng nữa. Bà con thấy ưng cái bụng nên nghe theo. Riêng tôi tự nguyện xin vào tổ cộng đồng bảo vệ rừng giống anh để trực tiếp đi bảo vệ. Nói chung giờ bà con cũng quý rừng lắm. Biết sai để sửa thì không bao giờ là muộn. Câu nói ấy cũng là phương châm sống của Carter King. Sau những nỗ lực không biết mệt mỏi, anh được vinh dự đứng vào hàng ngũ của đảng. Một vinh dự mà anh chưa bao giờ dám nghĩ đến vì những sai lầm mà mình đã từng gây ra. Giữa rừng thiên hùng vĩ, lời thề đảng viên vang lên kiêu hãnh, tự hào. Chưa bao giờ là bản thân là nghĩ được những ngày hôm nay là được kết nạp đảng viên mới. Vào đảng là vinh dự, là tự hào của bản thân. Là trách nhiệm trước nhất là cái bản thân là còn lớn nữa, đó là thứ nhất là bảo vệ rừng. Đó. Vì thứ hai nữa là phát triển kinh tế. Đảng ủy cũng là xem đấy là một cái gương điển hình để mà nhân rộng trong đồng bào dân tộc thiểu số, và đặc biệt là nhân rộng cho cả cái quân chúng ưu tú, để mà từ đó các quân chúng ưu tú vươn lên để mà xác định được rõ cái nhiệm vụ để đứng vào cái hàng ngũ, được xem xét và đứng vào cái hàng ngũ của đảng trong cái thời gian sắp tới. Yêu mến con người giản dị đầy nhiệt huyết này, đồng bào Sắc Lai vùng cao Phước Bình cũng học theo anh để bảo vệ rừng. Cánh rừng mà trước đây anh phá giờ đã xanh tốt, nỗi dây dứt phá rừng trong anh cũng được chữa lành. King Lâm Tặc giờ đã là đảng viên King, gương mẫu, nhiệt huyết và tận tâm giữ rừng để bù lại những gì quý giá mà rừng đã ban tặng cho anh và đồng bào Sắc Lai quê hương anh.